Phương Dung xin kính chào quý khán giả SBTN Úc Châu. Kính mời quý vị theo dõi bản tin hôm nay ngày 8 tháng 1 năm 2013 với những nội dung chính sau đây. Thâm hụt thương mại của Úc giảm nhờ giảm nhập cảng. Giá xăng dầu tăng vọt trong năm mới. Bão Đông Nam ở Queensland gây mất điện nhưng mưa làm giảm mối đe dọa cháy rừng ở Stratford. Tiếp theo đây là nội dung chi tiết. Để mở đầu là bản tin liên quan đến thâm hụt thương mại của Úc, giảm nhờ giảm nhập cảng. Thưa quý vị, theo tin từ Canberra cho hay, thâm hụt thương mại của Úc thấp hơn so với dự kiến là do giảm nhập cảng. Nhập cảng quốc gia về hàng hóa và dịch vụ trong tháng 10 nhiều hơn 118 triệu so với xuất cảng, trong khi các nhà phân tính dự kiến mức thâm hụt phải là 300 triệu đô la. Xuất cảng tăng nhẹ từ 27,28 tỷ lên 27,38 tỷ, nhập cảng giảm 1% từ 27,64 tỷ xuống còn 27,50 tỷ. Sự giảm lớn nhất trong nhập cảng đến từ lĩnh vực hàng tiêu dùng, với mức giảm chung 2%, vật dụng vận tải và công nghiệp xe hơi giảm đến 8%. Trong khi các mặt hàng điện gia dụng tăng 9%, cũng có sự suy giảm số tiền người Úc ăn tiêu khi đi du lịch nước ngoài, với khoản tiền dịch vụ du lịch giảm từ 277 triệu xuống còn 44 triệu đô la trong tháng 11 là do sự giảm giá đồng đô la Úc, khiến cho những người Úc muốn đi du lịch phải nghĩ lại. Nhập cảng hàng hóa thiết yếu để các doanh nghiệp sử dụng vào quá trình sản xuất tăng 1% cho thấy hiệu ứng tích cực trong việc đầu tư. Về việc xuất cảng, quặng sắt và than đá giảm nhưng giá lại tăng bù đắp cho sự sụt giảm khối lượng. Tin tiếp theo liên quan đến giá xăng dầu tăng vọt trong năm mới. Thưa quý vị, giá xăng dầu trong năm mới đã tăng cao nhất trong 9 năm qua và các nhà phân tích nói rằng có thể mức tăng còn hơn nữa trong tháng này. Số liệu của Viện Xăng dầu Australia cho thấy giá trung bình của xăng không chỉ tăng 6 sen lên 158,1 sen một lít trong tuần tính đến ngày 5 tháng 1. Comstech nói rằng đó là sự gia tăng nhanh nhất để bắt đầu một năm mới với kỷ lục quay trở lại năm 2004. Giá nhảy vọt lên liên quan đến sự tăng giá xăng tại Singapore với 4 tháng ở mức cao là 119 đô 20 sen một thùng và sự mất giá của đồng đô la Úc trong những tháng gần đây đã làm nhập cảng đắt hơn. Tuy nhiên, Comstech cho biết giá xăng trung bình chỉ dưới 1 đồng 49 sen một lít vẫn còn thấp hơn mức cao kỷ lục 1 đồng 63 sen trong tháng 7 trong năm 2008. Giá bán xỉ tăng 2 sen trong tuần qua và Comstech hy vọng rằng giá lẻ sẽ tăng trong vòng 2 tuần tới. Tuy nhiên, tin tốt là chu kỳ giảm giá ở hầu hết các thành phố lớn sẽ chạm đáy vào cuối tuần này trước khi giá tăng vào tuần tới. Ông Savan Sabashian của Comstech cho biết người lái xe nên tận dụng lợi thế và nên đổ đầy bình. Cuối tuần này, người lái xe ở Sydney, Melbourne, Brisbane và Adelaide có thể mua xăng với sự hỗ trợ của phiếu mua xăng hoặc được mua thấp hơn giá thành. Vào tháng 1, tất cả các phiếu mua xăng mới do các siêu thị phát hành sẽ được giới hạn giảm giá nhiên liệu ở mức 4 xu một lít do thỏa thuận giữa Coles và Woolworths và Ủy ban Người tiêu dùng và Cạnh tranh Úc Đại lợi. Bão ở Đông Nam Queensland gây mất điện nhưng mưa làm giảm mối đe dọa cháy rừng ở Stratford. Thưa quý vị, hôm nay, hàng ngàn căn nhà vẫn không có điện sau cơn bão nghiêm trọng vừa ập vào phía Đông Nam Queensland ngày hôm qua. Cơn bão tràn đến từ phía Tây, chút mưa xuống và mang gió đến với tốc độ trên 100 cây số một giờ. Enerjet đã ghi nhận khoảng 40.000 tia sét từ 1 giờ trưa ngày hôm qua. Một phụ nữ 40 tuổi đã bị chấn thương ở vùng Logan, phía Nam Brisbane, bị sét đánh trúng. Bà ta được đưa vào bệnh viện và sức khỏe đã được ổn định. Được biết, lượng mưa 80ml trong nửa giờ ở Slack Creek, mưa nhiều ở đảo Bark Stratbrook, ngoài khơi Brisbane, nhân viên cứu hỏa đã chiến đấu với trận cháy rừng trong hơn một tuần qua. Mưa giúp làm giảm bớt mối đe dọa cháy rừng. Đội cứu hỏa và đội cấp cứu Queensland đang tiếp tục theo dõi cháy rừng, nơi đang cháy trong vòng danh ngăn chặn trong địa hình hiểm trở, không thể tiếp cận ở cuối phía nam của hòn đảo. Một máy bay trực thăng sẽ được sử dụng vào ngày hôm nay để giám sát từ không trung ở khu vực hỏa hoạn. Thời tiết hôm nay có nắng và gió vừa, vùng Đông Nam có nhiệt độ 29 độ C và dự báo không có bão. Phát ngôn viên của Enerjet Danny Donald nói rằng điện được đưa xuống 120 điểm ngày hôm qua. Đội sửa chữa đã khôi phục điện cho 85.000 căn nhà suốt ngày hôm qua, nhưng đến trưa ngày hôm nay vẫn còn 2.931 nhà không có điện, hầu hết trong số họ ở Brisbane, trong thung lũng Lockyer và Logan.
Một nguồn tin từ Sydney liên quan đến những bí ẩn trong một vụ người vô gia cư được phát hiện trong một bụi rậm đã bị bỏng nặng. Thưa quý vị, cảnh sát tin rằng người phụ nữ vô gia cư tìm thấy bị bỏng nặng ở Tây Nam Sydney có thể phải chữa trị vết thương trong nhiều tháng. Monica Cherry, 39 tuổi, bị bỏng đến 80% khuôn mặt và cơ thể khi bà được tìm thấy vào tối hôm thứ Sáu trong bụi rậm tại West Hoxton. Các nhân viên điều tra ban đầu nghĩ rằng bà Cherry bị bỏng ngay trước đêm giao thừa. Bà nói với họ, một người đàn ông tiến vào công viên Liverpool rồi ném một loại hóa chất lên người của bà. Cảnh sát đã tỏ ra ngạc nhiên rằng bà Cherry lại có thể tồn tại rất lâu với những vết thương khủng khiếp như vậy. Thám tử giám đốc James Johnson nói đã có những chứng cứ đưa hoàn cảnh của bà Cherry ra ánh sáng. Người phụ nữ này đã được nhìn thấy trong một số khu vực xung quanh Sydney, bao gồm Parramatta nơi bà ấy xin tiền. Rất nhiều người báo cáo đã nhìn thấy bà ấy trong khoảng một tháng và kinh ngạc hơn là nhìn thấy bà ta đã băng bó và bị bỏng nhiều chỗ vào những ngày trước năm mới. Giám đốc Johnson nói rằng, dựa trên báo cáo của các nhân chứng, nạn nhân có thể bị bỏng trước đó từ vài tuần đến 2 tháng. Điều đó làm tăng thêm phần bí ẩn đối với một người bị bỏng 80% cơ thể trong một khoảng thời gian dài thì không thể chịu nổi đau đớn để sống sót. Cảnh sát tin rằng nạn nhân khó sống sót nếu không có sự trợ giúp của ai đó. Bông băng và kem thoa bỏng trên người bà Cherry nói lên điều này. Bà Cherry đã xa lánh chồng và các con trong nhiều năm. Cảnh sát nói rằng người chồng không bị xem là nghi can trong vụ tấn công này. Cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn tại khu mua sắm Queen Parade là bản tin tiếp theo, thưa quý vị. Một phụ nữ đã may mắn thoát chết trong vụ hỏa hoạn tại khu mua sắm Queen Parade. Vụ cháy xảy ra ở một khu shop hàng cổ điển ở Melbourne. Cảnh sát nghi ngờ vụ hỏa hoạn này. Ngọn lửa nhấn chìm cửa hàng Queen's Parade ở Clifton Hill vào hôm thứ Hai sau khi người phụ nữ sống bên trong cửa hàng báo động cháy. Cảnh sát điều tra Grant James nói rằng đám cháy có rất nhiều điều khả nghi. Các cuộc điều tra chỉ trong giai đoạn đầu. Cảnh sát đang chờ đợi hiện trường được trở nên an toàn để họ có thể điều tra thêm về những bất thường nếu có trong vụ cháy. 48 nhân viên cứu hỏa phải mất 1 giờ mới khống chế và dập tắt được đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy đến nay vẫn chưa được biết. Bản tin tiếp theo liên quan đến 39 con cá voi chết ở đảo Nam của Tân Tây Lan. Thưa quý vị, nhà chức trách Tân Tây Lan không thể cứu thoát 39 con cá voi hoa tiêu bị mắc cạn ở Farewell Spit trên đảo Nam. Đàn cá voi hoa tiêu vây dài bị mắc cạn chiều hôm Chủ nhật vừa qua, nhưng khi nhân viên cơ quan bảo tồn trở lại trong sáng ngày hôm nay, 12 con đã bị chết. Ông John Mason thuộc Bộ Bảo tồn cho biết hai nhân viên giàu kinh nghiệm nhất được cử đến hiện trường để đánh giá khả năng vớt cá voi lên, nhưng đáng tiếc là địa điểm và điều kiện thời tiết không thuận lợi, nên không thể vớt cá voi lên được. Bãi cát mỏng này cũng làm hàng năm có hàng trăm con cá bị mắc kẹt trong những năm qua. Thủy triều cao được cho là một nguyên nhân dẫn đến vụ mắc cạn mới nhất này. Các chuyên gia cho rằng đáy biển đục ngầu ở phía eo biển Cook khiến cá voi gặp khó khăn khi di chuyển và đo lường độ sâu của nước biển. Truyền thông của địa phương cho hay xác cá voi sẽ được chúc lành theo nghi lễ của người Maori nhưng sẽ được để lại trên bờ biển. Theo một nguồn tin khác từ Melbourne liên quan đến một người đàn ông bị xe lửa tông chết tại Melbourne. Thưa quý vị, một chuyến tàu lửa đã tông chết một người đàn ông ở phía đông nam Melbourne. Cảnh sát nói rằng người đàn ông đã đi xuyên qua các đường ray ở Aspendale, khoảng 200m về phía nam của nhà ga. Ông bị đoàn tàu tông chết vào trưa hôm thứ Hai. Danh tính và nhân thân của người đàn ông vẫn chưa được xác nhận. Hai tù nhân vượt ngục sẽ phải đối diện với tội trạng nặng hơn là bản tin tiếp theo, thưa quý vị. Theo nguồn tin từ Tây Úc cho hay, hai tù nhân vượt ngục Cameron John Graham và Edward Keldon Fraser vừa bị bắt lại sau hai đêm trốn chạy trong một cuộc chuyển giao sắp phải đối mặt với một tòa án ở Tây Úc. Tội trạng trốn chạy được đánh giá nặng hơn tội ăn cắp một chiếc xe hơi để tẩu thoát. Graham, 22 tuổi và Fraser, 23 tuổi, hai tù nhân đã cố tình trốn thoát trong khi đang được chuyển từ nhà tù khu vực Greenough ở Geraldton của tiểu bang trở lại Perth vào chiều hôm thứ Sáu. Graham phạm tội hiếp dâm một phụ nữ, đe dọa giết con cô và cưỡng đoạt chiếm tài sản. Cả hai sẽ phải ra tòa Geraldton thông qua phiên tòa trực tuyến được kết nối từ nhà tù Greenough Regional Prison vào hôm thứ Hai và sẽ có phiên tiếp theo vào ngày 30 tháng Giêng tới. Cha của người phụ nữ nạn nhân trong vụ hiếp dâm của Graham nói thay mặt cho cô, gia đình của họ cảm thấy hệ thống tư pháp và các chính quyền tiểu bang đã bỏ rơi mình. Ông nói, tên tội phạm đó đã phạm tội ác khủng khiếp nhưng lại được những đặc quyền. Tờ The West Australian đã dẫn lời ông chỉ trích việc chuyển giao nhà tù với mục đích nhân đạo vừa qua được chi trả bằng tiền thuế của người dân để những tên tội phạm được gần gia đình trong khi con gái của ông phải xa gia đình sau vụ bị hiếp dâm vì không chịu nổi những áp lực và căng thẳng. Con gái của ông đã phải uống thuốc chống trầm cảm. Trước đó, Bộ trưởng Dịch vụ Cải huấn Joe Francis đã chỉ trích gay gắt vụ chuyển giao nhà tù này và xem chương trình chuyển giao đó hết sức ngớ ngẩn. Để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, xin quý vị cùng theo dõi tiếp phần tin tức.
một em bé bị thiệt mạng trên đường phố ở New South Wales. Thưa quý vị, một em bé 4 tuổi đã bị một chiếc xe tông trên một con đường gần bờ biển miền Trung. Người tài xế là một phụ nữ 60 tuổi. Sau khi tông, đã ngừng xe lại giúp cho em bé, nhưng em bé đã chết. Phụ nữ này cũng đã được đưa tới bệnh viện Gosford vì quá kinh ngạc nên đã bị choáng váng đầu óc. Bà sẽ phải trải qua các xét nghiệm máu và nước tiểu như bình thường. Cảnh sát đang tiến hành điều tra về vụ tai nạn này. Đây là cái chết thứ tư trên những con đường của tiểu bang trong vòng chưa đầy 12 giờ qua. Thưa quý vị, theo một nguồn tin từ Victoria liên quan đến anh hùng cứu hỏa bị thương nói về vụ nổ chung cư ở Victoria. Người lính cứu hỏa bị thương trong vụ nổ một chung cư ở Middle Park hôm Chủ nhật nói rằng bất cứ người lính cứu hỏa nào rơi vào trường hợp của họ sẽ đều làm như vậy. Vụ nổ làm 3 nhân viên cảnh sát, một nhân viên cứu hỏa và một người dân thường bị thương. Nhân viên cứu hỏa Andrew Wood bị thương trên khuôn mặt trong vụ nổ nhưng vẫn đi làm bình thường trong trụ sở làm việc. Ông Wood cùng những đồng đội được đề cử một giải thưởng về lòng dũng cảm. Ông Wood đã trấn an những người bị thương và đưa họ ra khỏi căn nhà sau khi một bình ga phát nổ. Gia đình của 3 trung sĩ cảnh sát bị thương cũng bày tỏ lòng tự hào về hành động của họ. Vợ của trung sĩ Tony Scully, bà Mizzy nói rằng cô rất tự hào về tất cả những gì chồng mình đã làm được trong 34 năm trong nghề cảnh sát. Cha mẹ của một nữ cảnh sát Valley 32 tuổi cho biết cô là một sĩ quan cảnh sát như một giấc mơ mà con gái họ đã theo đuổi từ 10 năm nay. Họ tự hào về con gái của họ. Trong một tuyên bố chung, các gia đình trên đều bày tỏ lòng biết ơn. Ăn kiêng có thể chữa cho hàng ngàn người Úc đang sống với bệnh tiểu đường loại 2. Thưa quý vị, một nghiên cứu nhỏ từ các nhà khoa học tại trường đại học Newcastle, Vương quốc Anh đã chỉ ra rằng chế độ ăn kiêng cấp tốc có thể chữa trị bệnh tiểu đường loại 2. Theo nghiên cứu, các bệnh nhân thừa cân chỉ ăn 800 calo mỗi ngày trong vòng 6 tuần, hàm lượng mỡ trong gan giảm nhanh chóng và hàm lượng insulin dần chuyển hóa về mức bình thường. Ông Paul McCallaghan cho biết ông vừa được bác sĩ chuẩn đoán mắc bệnh tiểu đường cách đây vài ngày và phải ngưng ăn đồ ngọt, loại thức ăn mà ông yêu thích. Dẫu vậy, nếu có nghiên cứu nào cho thấy ăn kiêng có thể ngăn chặn tiểu đường thì chắc chắn ông sẽ thực hiện. Tuy nhiên, phát ngôn viên Lemis Kel Tanrani nói hội đồng tiểu đường Úc Đại Lợi không khuyến cáo phương pháp chữa trị này vì cho rằng có thể gây hại cho sức khỏe bệnh nhân. Hơn thế nữa, các bác sĩ cho rằng chế độ ăn kiêng như thế là rất khó thực hiện. Bác sĩ Tegu của nhà thương Royal Prince Alfred cho rằng điều quan trọng là phải cam kết có một chế độ ăn uống lành mạnh suốt cả đời và thường xuyên tập thể dục. Để tiếp tục chương trình ngày hôm nay, kính mời quý khán giả cùng đến với bản tin thời tiết. Thưa quý vị, tại Darwin có mưa vào buổi chiều, nhiệt độ thay đổi từ 26 đến 34 độ. Tại Alice Springs, trời nắng tốt, nhiệt độ trung bình từ 15 đến 35 độ. Tại Perth hầu như sẽ có nắng cả ngày, có gió nhẹ và tăng dần vào giữa trưa, nhiệt độ thay đổi từ 17 đến 31 độ. Tại Adelaide trời nắng tốt, giữa trưa có gió nhẹ, nhiệt độ thay đổi từ 15 đến 33 độ. Tại Hobart trời nắng cả ngày, có gió nhẹ vào cuối buổi chiều, nhiệt độ trung bình từ 10 đến 23 độ. Tại Melbourne hầu như sẽ nắng cả ngày, có gió nhẹ và tăng dần vào đầu buổi chiều, nhiệt độ thay đổi từ 14 đến 30 độ. Tại Canberra mây từng phần, có gió nhẹ, nhiệt độ thay đổi từ 8 đến 26 độ. Tại Brisbane mây từng phần, buổi sáng có gió nhẹ và hầu như mưa suốt buổi chiều tối, nhiệt độ trung bình từ 21 đến 27 độ. Sau cùng là Sydney, trời nhiều mây và có gió nhẹ, nhiệt độ trung bình từ 18 đến 24 độ. Tiếp theo đây là bản tin về hối suất. Thưa quý vị, hôm nay một úc kim sẽ đổi được tương đương với 0,89 đô la Mỹ, đổi được 18.818 đồng Việt Nam, trị giá 0,66 euro, bằng 6,92 đô la Hồng Kông, đổi được 29,51 đồng bạc Thái Lan, bằng 93,28 đồng yen của Nhật và bằng 1,08 đô la New Zealand. Lễ truy điệu tử sĩ Hoàng Sa, thông báo thay thế thiệp mời. Đứng trước tham vọng của Trung Cộng ngày càng công khai ngang ngược lấn chiếm đất, biển của chúng ta và thái độ hèn nhát bán nước cầu vinh của tập đoàn ngụy quyền Cộng sản Hà Nội,
gia đình Hải quân Hàng hải New South Wales sẽ tổ chức lễ truy điệu tử sĩ Hoàng Sa để báo động về họa mất nước, đồng thời vinh danh những chiến sĩ đã anh dũng hy sinh để bảo vệ quê hương đất nước. Buổi lễ sẽ được tổ chức trọng thể tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng, số 6 và 8 Bibby's Place, Bonnyrigg, New South Wales 2177, vào lúc 6 giờ chiều ngày Chủ nhật ngày 19 tháng 1 năm 2014. Đặc biệt, năm nay sẽ có phần nói chuyện của những diễn giả trẻ và hậu duệ tham gia buổi lễ. Trân trọng kính mời quý vị trưởng thượng, quý vị hội trưởng cùng quý thành viên các hội đoàn, đoàn thể và toàn thể đồng bào vui lòng đến tham dự để biểu lộ tinh thần cương quyết chống lại âm mưu bán nước của Việt Cộng và tỏ lòng biết ơn các chiến sĩ đã bỏ mình vì Tổ quốc. Cước chú, nếu là cựu quân nhân, xin cố gắng mặc quân phục nếu có. Điện thoại liên lạc 0434 190 779. Xin nhắc lại 0434 190 779. Để tiếp tục chương trình, kính mời quý khán giả cùng theo dõi quan điểm của ông Đỗ Quang Bích, trưởng gia đình Hải quân Hàng hải tại New South Wales về vấn đề Hoàng Sa. Kính chào quý khán thính giả của SBTN Úc Châu. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng Giêng 2014 đánh dấu 40 năm ngày Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng để chống quân xâm lăng Trung Cộng đánh chiếm Hoàng Sa của nước ta. Hôm nay Phan Đông Bích có hân hạnh thư chuyện cùng ông Đỗ Quang Bích là gia trưởng của gia đình Hải quân Hàng hải tại tiểu bang New South Wales. Kính mời quý vị theo dõi. Kính chào ông Đỗ Quang Bích. Chào anh Phan Đông Bích và quý vị khán giả của đài SBTN Úc Châu. Thưa ông, đứng trên phương diện lịch sử và công pháp quốc tế, Việt Nam có chủ quyền trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa hay không? Thưa anh Bích, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa đều thuộc về nước Việt Nam kể từ thế kỷ thứ 17. Vua quan nhà Nguyễn đã cử dân ra ngoài Hoàng Sa cũng như Trường Sa để khai thác hải sản cũng như tài nguyên thiên nhiên ở đó. Và sau đó năm 1954 thì Pháp giao lại miền Bắc cho Cộng sản, miền Nam giao lại cho chính phủ Diệm. Chính phủ cũng giao lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho chính phủ Việt Nam Cộng Hòa. Về phương diện pháp lý thì Việt Nam đã có từ lâu rồi, và trước sau thì hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa vẫn là chủ quyền của Việt Nam Cộng Hòa. Nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã nghiễm nhiên coi văn kiện của Phạm Văn Đồng ký năm 1958 công nhận Hoàng Sa và Trường Sa là của Trung Cộng rồi. Là một cái điều mà là của Trung Cộng thì đối với Cộng sản Việt Nam thì của Trung Cộng thì của Trung Cộng nó lấy thôi, mà mình không có phản kháng. Và cho đến hiện nay thì người ta cũng không biết rằng là nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam có giống như Phạm Văn Đồng, tức là nghiễm nhiên coi cái đó là của Trung Cộng mà mình chỉ là người giữ đảo dùm. Hiện nay với chính sách của nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam thì bất cứ một người dân nào mà nói đến cái Hoàng Sa hoặc Trường Sa, hoặc là người dân nào hay là sinh viên học sinh, bất cứ một người nào mà nói về chủ quyền và chửi Trung Cộng về cái tham vọng bá quyền và đã chiếm đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam đều bị nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đàn áp và bỏ tù. Đối với cộng đồng người Việt hải ngoại ở Úc Châu nó riêng và cũng như ở trong nước thì muốn mà lấy lại hay là đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Trung Cộng phải trả lại Hoàng Sa và Trường Sa cho Việt Nam thì trước tiên cái Đảng Cộng sản Việt Nam phải giải thể trước và giao lại cho nhân dân. Giao lại cho là người dân ở trong nước. Và thì lúc đó mới nói chuyện đòi hỏi Trung Cộng
phải trả lại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Buổi lễ truy điệu tử sĩ Hoàng Sa năm nay sẽ được tổ chức vào ngày 19 tháng Giêng năm 2014 vào lúc 6 giờ chiều cho đến 9 giờ tối và tại Trung tâm Văn hóa và Sinh hoạt Cộng đồng Người Việt Tự do New South Wales. Mời tất cả đồng bào cũng như các hội đoàn đoàn thể cũng như các đồng hương ở Sydney cũng như các nơi đến tham dự. Và năm nay đặc biệt đánh dấu là 40 năm Hải quân Việt Nam chiến đấu anh dũng và hy sinh ở trận Hoàng Sa. Chúng tôi kêu gọi các thành phần trẻ sẽ tham dự trực tiếp vào buổi lễ. Kính mời quý khán giả nhớ đón xem quan điểm của bác sĩ Nguyễn Mạnh Tiến, cựu chủ tịch Cộng đồng Người Việt Tự do tiểu bang New South Wales trong vấn đề chủ quyền của Việt Nam trên đảo Hoàng Sa trong chương trình ngày mai. Để tiếp tục chương trình thời sự ngày hôm nay, kính mời quý khán giả cùng theo dõi phần phân tích thời sự. Kính chào quý khán thính giả của SBTN Úc Châu. Kính thưa quý vị, trong phần phân tích thời sự ngày hôm nay, Phan Đông Bích xin trình bày cùng quý vị đề tài Việt Nam có chủ quyền không thể chối cãi trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kính thưa quý vị, ngày 19 tháng Giêng 2014 đánh dấu 40 năm ngày Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chiến đấu anh dũng để chống quân xâm lăng Trung Cộng, dùng một lực lượng hải quân và không quân hùng hậu để đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Và họ đã phải tổn thất nặng nề trong trận hải chiến Hoàng Sa. Năm 1974, Trung Cộng đã đánh chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Và đến ngày 14 tháng 3 năm 1988, quân đội Trung Cộng lại đánh chiếm và vẫn tiếp tục chiếm giữ 8 đảo ở quần đảo Trường Sa trong 26 năm. Nhưng nhà cầm quyền Cộng sản và quân đội Cộng sản Việt Nam chưa có bất cứ hành động nào để phản đối hay đòi lại hay đưa Trung Cộng ra trước tòa án quốc tế thì vấn đề chủ quyền lãnh thổ có còn hay không? Kính thưa quý vị, Hoàng Sa và Trường Sa là hai quần đảo ở ngoài khơi Việt Nam nằm gần giữa Biển Đông, có vị trí chiến lược trong việc phòng thủ quốc phòng. Là khu vực có tài nguyên thiên nhiên dồi dào về hải sản, khoáng sản, khí đốt thiên nhiên và dầu hỏa. Theo những tài liệu chúng tôi có được, Việt Nam là quốc gia đầu tiên khám phá và đặt chủ quyền trên quần đảo Hoàng Sa, một quần đảo san hô gồm trên 30 đảo đá, cồn san hô và bãi cạn chia ra làm hai nhóm, nhóm Tuyên Đức hay là Amphitrite Group, gồm có 9 đảo chính và nhóm Nguyệt Thiềm Crescent Group gồm có 7 đảo chính. Tác giả JYC trích dẫn trong bài Bí mật các đảo san hô, nhật ký về cuộc hành trình đến Hoàng Sa đăng trong tuần báo Đông Dương trong các số ngày 3, 10, 17 tháng 7 năm 1941 rằng một giáo sĩ phương Tây đi trên tàu Amphitrite từ Pháp sang Trung Quốc năm 1701 viết trong lá thư rằng Paracel, tức là Hoàng Sa, là một quần đảo thuộc Vương quốc An Nam, tức nước Việt Nam thời bấy giờ. Về phương diện lịch sử, hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa là lãnh thổ Việt Nam ít nhất là từ thế kỷ 16. Theo bản đồ vẽ trong toàn tập An Nam Lộ trong sách Thiên Hạ bản đồ của Đỗ Bá Công Đạo soạn năm 1686 thì ghi chú rất rõ là địa danh bãi cát vàng trên biển khơi phía trước của những địa danh trên đất liền như các cửa biển Đại Chiêm, Sa Kỳ, Mỹ Á. Trong cuốn sách Phủ biên tạp lục do nhà bác học Lê Quý Đôn biên soạn năm 1776 viết về lịch sử địa lý hành chính trong xứ Đàng Trong dưới thời Chúa Nguyễn đã chép rõ đảo Đại Trường Sa, tức Hoàng Sa và Trường Sa thuộc Phủ Quảng Ngãi. Trong Đại Nam Nhất Thống Chí được ấn hành năm 1908 dưới thời vua Gia Long, Hoàng Sa được mô tả như sau: đảo Hoàng Sa ở phía đông Cù Lao Ré, huyện Bình Sơn, từ bờ biển Sa Kỳ ra khơi thuận gió 3-4 ngày đêm có thể đến. Dưới thời Pháp thuộc, toàn quyền Đông Dương đặt quần đảo Hoàng Sa thành đơn vị hành chánh sát nhập vào tỉnh Thừa Thiên. Điều này được xác nhận trong dụ số 10 ngày 30 tháng 3 năm 1938 của Hoàng đế Bảo Đại. Về mặt pháp lý quốc tế, trong số 51 quốc gia tham dự Hội nghị quốc tế San Francisco năm 1951, The International Treaty of San Francisco Conference, signed on 8 of September 1951, đại biểu của Việt Nam đã đưa ra trình bày cả hai quần đảo Hoàng Sa, Paracel và Trường Sa, Spratly đều là thuộc chủ quyền của Việt Nam và đã không gặp sự chống đối của tất cả các quốc gia tham dự hội nghị. Kính thưa quý vị, cùng năm 1951 khi Việt Nam tham dự hội nghị ký hòa ước với Nhật Bản, quần đảo Hoàng Sa do Nhật dùng vũ lực chiếm đóng trong Thế chiến thứ hai cũng đã được Nhật Bản trao trả cho Việt Nam.
Ngày 13 tháng 7 1961, dưới thời đệ nhất Cộng hòa, Tổng thống Ngô Đình Diệm đã ban hành sắc lệnh đặt đảo Hoàng Sa này thành xã Định Hải, quận Hòa Vang, tỉnh Quảng Nam. Như vậy, qua các sách lịch sử địa lý cổ của Việt Nam cũng như bằng chứng của nhiều nhà hàng hải, giáo sĩ phương Tây từ thời xa xưa và liên tục hàng mấy trăm năm từ triều đại này đến triều đại khác mà chúng tôi vừa trình bày cùng quý vị là minh chứng rõ ràng nhất về sự thừa nhận của quốc tế đối với chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Kính thưa quý khán thính giả của SBTN Úc Châu, tiết mục phân tích thời sự đến đây xin tạm dừng. Phan Đông Bích xin kính chào toàn thể quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những tiết mục kỳ tới. Chương trình thời sự hôm nay của chúng tôi đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi. Kính chúc quý vị một ngày thật an lành. Quỳnh Dung xin kính chào và hẹn gặp lại.